Rồi Hiếu xin chào mọi người. Thì hôm nay là mình chở đồ đó mọi người. Và mình đi đến cái điểm này. Chỗ này, cái khu này thì bà con toàn bộ là trồng bắp đó. Gần 30 hecta đó mọi người là trồng bắp. Và cái giống bắp ở đây á là bắp bắp của nhà nước đó, nhà nước bao tiêu nha. Thì nhà nước sẽ đưa cái giống xuống, rồi cũng có hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu với cái giá là 12.500 một ký. Thì khi mà có bao tiêu như vậy thì bà con trồng rất là nhiều mỗi năm luôn. Tại vì số lượng mà đưa xuống chỉ có 30 hecta, chứ nếu nhiều hơn nữa thì vẫn có rất là nhiều người đăng ký trồng, nhưng mà mỗi người thì chỉ được vài công thôi. Đây mọi người xem những cái đám bắp phát triển rất là tốt luôn đó, hai bên. Rồi đi sâu vô phía bên trong nữa mọi người. Và ở đây thì chỉ có khoảng mười mấy hecta thôi. Rồi ở phía chỗ những cái ấp khác đó, nhiều ấp lắm, nhiều ấp nhiều xã lắm. Và mọi người xem thì cây bắp hiện tại thì nó đây, nó đang cho trái nè. Đó. Mọi người thấy không? Rất là tốt luôn. Rồi ở trên cây bắp này thì chủ yếu á thì chúng ta sợ nhất là những cái bệnh như là sâu. Đặc biệt thì trên cây bắp là sâu đục thân rất là nhiều nha mọi người. Rất là nhiều luôn. Đó, sâu đục thân. Rồi sâu xanh. Rồi khi mà có trái thì nó sẽ đục trái. Nó ăn lá nè, chỗ này thì đó, cái lá nó bị ăn nè. Rồi bệnh sọc lá lúa, sọc lá mà trên bắp đó mọi người. Đó, thì chủ yếu một vài bệnh đó thôi. À, và cái thuốc á, thì đối với con sâu á, thì bà con phải phải siêng chút xíu, cố gắng á, là mình mua thuốc và mình bỏ cái đọt bắp đó. Và cái thuốc mà bỏ đọt á, hiện tại á, thì đó là cái Regen của Ba Gia nha mọi người, đúng hàng của Ba Gia. Thì khi mà chúng ta bỏ đọt như vậy á, thì nó quản lý con sâu rất là hiệu quả đó, đối với con sâu đục thân Regen của Ba Gia. Nhưng mà cái vấn đề á, là đến ngày mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết á, thì ngày Tây đó, ngày mấy mình quên rồi. Mùng 1 Tết Tết của mình đó, thì cái hoạt chất fipronil nó bị cấm đó. Nó cấm luôn cả một lúc là fipronil và chlorpyrifos đó mọi người. Thì bởi vậy á, thì mình làm cái video này để mình giống như là mình báo cho bà con á, bà con nào mà có trồng bắp á, thì bà con nên mua cái Regen đó để cắt lại. Tại khi mà nó cấm rồi á, thì thứ nhất là giá là không được mua bán, và không được mua bán nữa, không sản xuất mua bán, thì cái thuốc đó, nó sẽ hết đó mọi người đó. Còn bà con thì nên tranh thủ mua về để mình trữ lại, để mình sử dụng. Bởi vì cái con sâu đục thân này nếu mà không xài Regen đó thì chúng ta rất là khó quản lý. Rồi một loại thuốc thứ hai mà đối với con sâu trên cây bắp này, giai đoạn mà nó đang cho trái và chỗ cờ đó mọi người, đó là cái gói thuốc Mid Mai ha. Mid Mai của công ty Nam Bắc đó, cái gói đó thì nó quản lý con sâu trên bắp này cực kỳ hay. Thì ở những video trước thì mình cũng đã từng giới thiệu cho mọi người rồi, cái gói Mid Mai đó mọi người. Đó, thì mọi người có thể tìm mua và phun cho cái đám bắp của mình. Đó. Ở đây thì cái đám bắp này là nó còn nhỏ nè mọi người. Đó, xa xa mọi người xem. Rất là nhiều. Toàn là bắp. À. Phía bên đây cũng là bắp nè mọi người. Cái những cái cây bên đây thì nó lùn hơn cái đám vừa rồi mình quay. Đó, nó hơi thấp nhưng mà nó cũng đang cho trái nè.
Khi mà chúng ta trồng bắp mà bao tiêu như vậy thì bà con khỏi lo về cái vấn đề đầu ra. Nhưng mà cái thời gian mà chúng ta trồng á thì phải để cho cái hạt bắp á, nó khô trái, nó khô trên cây luôn, thì cái thời gian nó hơi kéo dài chút xíu. Nhưng mà với cái giá này thì cũng khỏe hơn bà con trồng lúa. Lợi nhuận thì nó một con bắp nó khoảng bằng 3-4 con lúa nha mọi người. Thì năm nay tình hình nó khó khăn, tình hình nó cũng khó khăn nên những cái giá nguyên liệu á nó đều tăng, và chủ yếu là chúng ta nhập từ nước ngoài. Và hiện tại dịch bệnh nó như vậy thì cái giá nó cũng nhích lên. Điển hình như cái giá phân bón rồi một số loại thuốc. Và may mắn thì cái giá mà nông sản của mình á thì nó cũng lên cao. Điển hình như cái giá lúa hiện tại chỗ mình á, lúa tươi á, thì khoảng lúc trước là trên 7.000 đó mọi người. Đối với lúa siêu, lúa OM18 hay là đài thơm thì bây giờ nó cũng còn khoảng 6.800 đến 7.000 tùy theo giống lúa. Rồi cái đậu phộng giá nó cũng khá cao. Giá đậu phộng hiện tại thì nó cũng tầm 16-17.000 một ký. Rồi giá bắp này thì bao tiêu này thì tới 12.500. Còn đối với những bà con trồng bắp nấu hiện tại thì nó cũng 7-8.000 gì đó. Và cái giá đó thì bà con của chúng ta thì rất là phấn khởi. Rồi mình xin nhắc lại, đối với cái bắp này để quản lý sâu, thứ nhất là chúng ta cần phải xài cái regen của Ba Gia để chúng ta bỏ đọt, quản lý sâu đục thân rất là tốt. Cái thứ hai thì mình sử dụng cái gói mít mai nha mọi người, mít mai để mình phun cái giai đoạn mà nó chỗ cờ nó có trái đó. Đó là cái giai đoạn rất là quan trọng đối với cây bắp. Còn ngoài ra thì cái bệnh sọc lá bắp á, bệnh đó thì cũng rất là nguy hiểm, khi mà bị thì nó sẽ lây lan rất là nhanh. Và cái thuốc mà để trị sọc lá bắp thì hiện tại á, là bà con nên sử dụng cái thuốc Insuran của Lộc Trời đang phân phối đó mọi người, đang bán đó. Cái gói đó quản lý sọc lá rất là hay đó. Thì một số đôi điều thì mình chia sẻ với bà con thôi. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Chào mọi người.